nhé. Bài ví dụ 1, radon. Radon RL8622 là một chất phóng xạ có chu kỳ bắn rã là 3,8 ngày đêm. Nếu ban đầu có 64 gram chất này thì sau 19 ngày khối lượng radon bị phân rã là bao nhiêu? Đúng nhỉ? Radon đúng nhỉ? Rồi, các bạn chú ý này, nếu ban đầu có 64 gram, ví dụ 1 nhé, ốp ngay ví dụ 1 vào. Thầy có M0 thầy bằng 64 gram. Đó, với chu kỳ bán dã T bằng 3,8 ngày đêm. 3,8 ngày đêm. Và sau 19 ngày, tức là T nhỏ bằng 19 ngày đêm, thì khối lượng radon bị phân rã là bao nhiêu? Tức là người ta hỏi các bạn delta M bằng hỏi chấm. Đó, được không ạ? Như vậy thì ốp cho thầy cái công thức ở phía bên này vào cho thầy là xong, đúng không ạ? Nhớ thật kỹ này, ta có delta M thì bằng M0 trừ M. Đấy, chúng ta lại có M thì bằng M0 chia cho 2 mũ K. 2 mũ K. Thế nên thầy sẽ có delta M, thầy sẽ được tính bằng gì? À, bằng M0 nhân với 1 trừ 1 trên 2 mũ K. Đấy, rồi, ta thay số thôi. Như vậy delta M thầy, M0 là 64 nhân với 1 trừ cho 1 chia cho 2 mũ T nhỏ trên T lớn. T nhỏ là 19, chia T lớn là 3,8. Rồi, bấm máy tính ra kết quả thôi, đúng nhỉ? Thầy cho mình bấm máy tính nhé. 64 nhân mở ngoặc 1 trừ 1 phần 2 mũ 19 chia 3,8. Kết quả là 62. 62. Như vậy thì sau 19 ngày đêm thì cái lượng khối lượng của radon bị phân rã vào 62 gram. Được chưa? Nhớ thật kỹ cho thầy, đó là gì? À, quy ước của thầy trong tất cả bài giảng đó là gì? Khối lượng ban đầu, hạt nhân ban đầu là L0 mà 0 đúng không nhỉ? Đấy. Số sau thời gian T thì còn lại là N với M. Và phân rã đương nhiên có delta và delta, delta M, delta L. Được không ạ? Ok chưa các em?